Ok mời, đầu video mình chốt mini game để xem bạn nào là người may mắn trúng được vàng ngọc hoặc là ví hoặc là thẻ của mình nhá. Mình chọn Gen TV này. Ui, hôm trước mình có tổng cộng là 42 like và có tổng cộng 36 comment nhá. Mình sẽ pick a winner để xem bạn nào là người may mắn trúng được hoặc là phần thưởng là của mình nhá. Đấy, mình pick a winner. Ok. Chúc mạng tên nhân vật là ZZOCC KKII C2 và vô động IB qua Shadow mình nhé, nhận quà free nhé. Ok mời, đầu video mình chốt mini game để xem bạn nào là người may mắn trúng được vàng ngọc hoặc là ví hoặc thẻ của mình nhé. Mình chọn Gen TV này. Ui, hôm trước mình có tổng cộng là 42 like và có tổng cộng 36 comment nhé. Mình sẽ pick a winner để xem bạn nào là người may mắn trúng được hoặc là phần thưởng là của mình nhé. Đấy. Ok. Chúc mà tên nhân vật là ZZOCC KKII C2 và vô động IB qua Shadow mình nhé, nhận quà free nhé. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ở đầu clip, mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Thì trước khi vào xem video của mình, anh em nhớ bỏ ra vài giây, ấn like, ấn đăng ký, bấm chuông và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng ngọc xanh miễn phí từ mình, hoặc là nhận thẻ hoặc là ví Momo nhá. Đó, ok, hôm nay thì mình sẽ chỉ anh em cách tải bản mod khui bắp vé phiên bản các bản ngọc sống động nhá, như kiểu là ngọc sống blue, ngọc sống gấu đi các thứ nhá. Đó, thì nói chung là cái bản mod này nhá thì nó có các tính năng cực kỳ ngon như phiên bản khui bắp vé bên phiên bản ngọc thông thường luôn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ chỉ anh em cách tải nhá. Thì đầu tiên anh em lên Google, sau đó anh em gọi cho mình là ngọc rồng online, rồng online chấm huy mê chấm bộ đồ cho mình nhá. Đó, ok, sau đó anh em ấn một chữ là huy mê chấm bộ đồ này, ấn vô cho mình, sau đó em kéo xuống này, đây nó tên là bản mod Nero bộ đồ trên Android HD ANC và lộ bổ sung green full hero đập đồ và bán vàng, bán thỏi vàng Katsuki bí vip này. Đó, bản mod người đó trên Android này, mình nói chung là nó khá là phiên bản nhá. Đó, thì mình chỉ anh em tải phiên bản này nhá. Phiên bản tên là bản mod người đó bờ trên Android ARC bộ lậu này, bổ sung green full hero, ấn vô được này, ấn vô, sau đó em kéo xuống một đoạn này, kéo xuống từ từ này, kéo xuống đó, kéo xuống này. Đó, ok, sau đó anh em ấn phần quảng cáo bất kỳ nhá. Đấy, sau đó anh em ấn nút lại là mình, anh kéo xuống tiếp. Đấy, là nó sẽ ra phiên bản tải nhá. Đây, phiên bản tải em ơi. Đó, tải, nó ra phiên bản tải nhá. Sau đó anh em ấn một chút này, tải xuống người đó Android, ấn vô cho mình. Đó, thì bản mod này nhá, dành cho bạn nào dùng Android với cả là máy tính nhá. Bạn nào dùng máy tính thì tải phần mềm giờ Android về chơi nhá. Ok, sau đó anh kéo xuống phần mô tả mời, mô tả YouTuber nhá. Anh ấn vô phần mũi tên này, em kéo xuống này, anh em ấn vô phần link tải người đó Android nhá, ấn vô mình này, đó ra phần link tải nhá. Đây, anh đợi tí này. Ok chưa, nãy anh chịu khó xem mình một tí, đừng tua tải đâu. Ok chưa, sau đó em kéo xuống tiếp nhá. Đợi hết khoảng 5 giây mới như đấy. Kéo xuống này, ấn một chút là click here to continue nhá, ấn vô cho mình một xem này, anh kéo xuống tiếp, đợi khoảng tầm 10 giây nhé. Ok, sau đó hết đợi khoảng 10 giây đúng không? Anh em một chút là continue xanh nhá, ấn vô này. Sau đó anh em một chút get link cho mình, cái đỏ nhá. Kéo xuống dưới get link nhá. Đây, sau đó đợi khoảng 3 giây nữa. Anh em lại ấn một chút cái link màu xanh này nhá, ấn vô cho mình. Đấy là một trang web này nhá, anh kéo đợi tí này. Ok, đây phần quảng cáo nhá. Thì sau đó anh em sẽ ấn một chút là free download cho mình nhá. Đây ra phần trong web này, đây ra mod em ơi. Đây, kéo xuống mình này, mới kéo xuống này, kéo xuống nhá, kéo xuống này, mới kéo xuống này. Thích tôi không phải là người máy này.
Ok, sau đó anh nhận ấm như thế là career, đó lên một tí tí anh ấm cho mình. Đây, đợi tí, đợi khoảng một tí thôi. Ok, sau đó mình sẽ tải xuống rồi. Đấy, sẽ xong nhá, rất là nhanh thôi. Anh ấn tải xuống, thành công một lần. Anh ấn vô cho mình này. Cái đặt này ấn mở cho mình nhá, là xong. Đấy, sẽ đúng tui nhá. Đây, vô đích, vô đích chơi mình này. Đấy, món này, chị xem ơi, đây nhá. Là hoặc là blue này, mất hình này. Mình lỗi thì anh thích các bạn mình nhá. Đây thì trên này các lệnh nha, em phải đến đây xem lệnh nha, xem các lệnh là anh có mình là thì mê ăn học nhóm này chấm đồ rô của mình đấy. Ở đây các lệnh ấn phần này xem lệnh nha, các lệnh cho em xem này. Đấy, t tàn sát với hai này, đấy là cùng ấy nhá. Úp các xương tự động này em ơi, tự động dùng máy dò và mở các xương kỳ bí này. Chứ mà nó bảo món này là khá thần thánh mọi người nhá. Như phiên bản nào dùng gọi là ấy, phiên bản nào dùng gọi là này nó có nó dùng Yoshi này, Nroes này, Nroz này, Kakarot thứ đều có hết nha. Anh có thể xem và tham khảo tải về. Lớp 1 big 2 big của đều có hết nha. Cho full sale lợi em ơi, anh chơi về tải gọi là phê loại mắt luôn đấy, ấn mô tải cho mình này. Đấy, vô chơi chọn server Blue 2 này vào chơi thôi. Đấy, lệnh nếu thứ được có hết này, đập đồ hay là các thứ được có hết các bạn anh tham khảo dùng nhá. Đấy. Máy mình nát có thể mạng mình không bị sao ấy, đúng nát luôn. Đây. Thông báo smart này mới super này. Victory này, chắc mình là FP là smart là sao ấy. FP smart này. Các CD này, các bạn ơi. CD này, điều chỉnh các thứ thông số nhá. CD này đấy. Thì ẩn thông báo thứ được có hết smart này, tự động về nhà để về nhà khi tách hợp thể này. Đấy, anh quay thứ này. Nhưng mà nó khá là giống phiên bản của VH nhé, khá giống luôn, y hệt mà y hệt luôn, nhưng mà khá là xịn. Tiện ích này đấy, đập đồ thì được có hết em ơi, đập đồ kiểu em để chức năng mua bán kiểu này, auto login này, auto đệ em ơi, auto login này đấy, kia mất cái lỗi từ bộ game nhá, đập đồ thứ đều có hết, auto nhận này, auto đệ này, auto đệ em ơi, chỗ đệ em kêu là sao con nói quá à, đệ biết em tự ấn động nhé. Boss này, hiện thông báo boss này em săn này, hiện thông báo boss này em săn đấy, tàn sát các thứ này, mấy bộ đồ này để anh em bọn là gì đấy thôi. Xem mình hỏi anh chứ anh mở mơ khoa nhé, thì là thằng anh đấy rất là hay, rất đồ kiểu gì mà là đều hết, đều còn là ok hết nha. Xem tải về tham khảo thôi, chúng mà khá giống bạn cũng bấm cát luôn, chẳng khác gì mạng nhưng mà nó hiện luôn. Adap xin này, ao cũng nộ này. Đấy, các xương kỳ bí này, lệnh biến phương nhất định này. Đây, em tham khảo lệnh nhé. Đây, bật menu bro, bật lửa màn hình trái game, có nút hai đó, một nút để bật, một nút để tạo được đồ đấy. Tự về lấy vàng đập khi đến khi nào lên 7 sao sẽ ngừng. Đấy, hai em đấy, em đập đồ nhá, rất là hay luôn. Đập đồ em dùng theo lệnh tham khảo nào nhé. Úp đệ này. Đấy là anh tham khảo của nó, là anh tải về để chơi rất là tải khá dễ nhá. Lệnh biết được có hết em ơi, dùng mũi tem này úp đệ cao kem có nhá. Đây úp đệ cao kem này cho em, úp cao đệ cao kem có hết luôn. Đây mở khóa alogin a khu này, ăn nho ăn máy giò này, ẩn danh các thứ đều có hết này, hiện thông tin sư phụ này đấy, anh phải xem tham khảo nhá, anh tham khảo các lệnh để em sử dụng nhá. Anh tự xài vì chúng mình khá nhiều lệnh nhá, mình nói rất là sớm mai hết lệnh em ơi. Hay là lệnh hay ho đấy, gọi là tham khảo lệnh để em dùng ATB ơi, bật tắt di chuyển đến bot này rất là hay, đến giúp em giúp hỗ trợ anh em săn bot nhá, rồi mình nát anh thông cảm này. Đấy, hình công thủ đường của hết này, đồ thổ này, auto chat này, nhiều khóa lệnh hay rất là hay, mà nhưng mà nó gọi là cực kỳ là hay luôn. Đập đồ hay là mở rốt tạm đều có hết nha, em tham khảo cho mình. Em đập đồ thì mình chỉ em luôn này, em tham khảo nhé, thì nó khá là dễ thôi, tải nó mất tầm khoảng nếu đưa game cơ hội cho mình nhá, mình hãy đưa cơ hội cho mình được story mà rất là hay đấy. Lệnh nhất được có hết nha, copy là được có hết này, tham khảo mời khảo lệnh dùng nhá, thủ nộ này, auto ani chắc được có hết, alogin xem á, mà lệnh gì cũng có hết, có hết rồi, nó y hệt bảo bác của bác hát luôn, rất là lệnh ngon thần thánh em ạ, xịn xó mọi cười, ô mai con mọi cười luôn.
À, cho anh mở khoa này, đập đồ nhé, cho anh mở khoa này. Đập đồ, em chọn đồ đập này. Rồi vào trang bị này, chọn đồ đập này. Sau đó anh em ấn nút là mũi tên này, phần trong tròn này, ấn mũi tên này mất. Thứ hai này, được. Đấy, à, được nhá. Nhưng mà nó khá là hay ho, cho em tham khảo dùng cái lệnh này. Ok em ơi, thì clip dừng ở đây nhá. Em thấy hay, hãy cùng mình để lại một like, một đăng ký, bấm chuông và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng xem miễn phí từ mình nhé.